vùng đất nào cũng mang trong mình những đặc trưng riêng. Là đô thị, nơi mà nhịp sống công nghiệp bao trùm lên tất cả. Cùng với văn hóa đặc sắc của những người công nhân mỏ, chính những dấu ấn lịch sử xưa cũ đã tạo nên thành phố Cẩm Phả của ngày hôm nay. Ngược dòng lịch sử về những năm đầu thế kỷ 19, sau khi thăm dò kỹ trữ lượng than và tài nguyên biển Đông Bắc, tháng 3 năm 1883, thực dân Pháp chính thức tiến hành đánh chiếm vùng mỏ Quảng Ninh. Kể từ đó, người Pháp mở thêm nhiều khai trường hầm lò, đầu tư xây dựng các nhà máy lớn như cơ khí Cẩm Phả, nhà sàng Cửa Ông. Họ xây dựng đường phố, mở trường học, rạp hát, rạp chiếu bóng, nhà thờ, tòa đại lý hành chính, cùng nhiều công trình quân sự kiên cố khác tại Cẩm Phả. Trong đó phố mới, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả ngày nay là khu vực trung tâm của Cẩm Phả trước đây, bao gồm nhiều dãy phố. Trên các khu phố này là các nhà băng, nhà dây thép, nhà bang phố, nhà cai ký giám thị. Trải qua thăng trầm của thời gian và lịch sử, nhiều công trình kiến trúc tọa lạc tại những con phố này đã không còn nữa. Nhưng rải rác vẫn còn đó những tòa nhà mang hơi hướng của nền văn minh Pháp, nằm xen kẽ với những kiến trúc bản địa trên những cung đường rộng lớn với hàng cây xanh, hay nép mình trong những góc phố yên tĩnh. Cổ kính và trầm lắng, các kiến trúc cổ điển vẫn tồn tại vững chãi như một nét son của lịch sử, một khoảng lặng xao xuyến giữa lòng đô thị phồn hoa. Tọa lạc trên một khu đồi cao, lưng tựa vào núi, mặt hướng ra biển, tòa đại lý hành chính Cẩm Phả hay người dân ở đây quen gọi là văn phòng thị ủy cũ, là chứng tích hiếm hoi còn sót lại của giai đoạn thực dân Pháp đô hộ vùng mỏ. Tòa nhà hành chính từng là nhà và là nơi làm việc của quan đại lý Vavasseur, viên quan người Pháp có chức vụ cao nhất ở Cẩm Phả giai đoạn đầu thế kỷ 19. Cho đến nay, khu nhà này vẫn nguyên vẹn về mặt kiến trúc gốc, chỉ có một số thay đổi như con đường chính dẫn lên khu nhà, cùng với dãy nhà để xe ngựa, xe ô tô và những mái vòm sắt phía trước sảnh chính đến nay không còn nữa. Đường dẫn lên tòa đại lý hành chính xum xuê cây cối, với lầu vọng cảnh, nơi từng là chỗ để các vị quan hàn huyên trà nước, đồng thời cũng là một lô cốt nhằm đảm bảo an ninh cho khu nhà. Tòa nhà đại lý hành chính mang những đặc điểm kiến trúc theo phong cách Đông Dương, được xây 2 tầng, hình khối hoàn toàn theo kiểu Pháp. Với bậc tam cấp dẫn lên sảnh có 2 lối đi hai bên. Hàng hiên rộng rãi với những mái vòm cong lợp ngói kiên cố. Những đặc điểm kiến trúc này vừa thừa hưởng văn hóa Pháp, vừa có khả năng thích nghi với các yếu tố điều kiện thời tiết và văn hóa bản địa. Phía bên trong căn nhà vẫn giữ nguyên những thiết kế từ xa xưa với lò sưởi, những bậc cầu thang gỗ cùng không gian rộng rãi thoáng đãng, ngăn cách với nhau bằng những thanh xà uốn cong. Hệ thống cửa sổ, cửa chính được làm từ gỗ lim chắc chắn, qua nhiều tháng năm vẫn im lìm, như những người canh gác cần mẫn chứng kiến những mưa nắng của đất trời, lên xuống của thời cuộc. Nội thất bên trong của căn nhà này không biết là còn giữ nguyên như cái hồi mà mới xây dựng không? Về cơ bản thì kiến trúc thì căn nhà thì vẫn còn giữ nguyên, ít nhất là được tầm 80% trở lên. Chỉ có thay đổi một chút về mặt sàn nhà, người ta lát lại gạch. Thế còn lại về cơ bản kiến trúc thì vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi. Các kèo cột, hệ thống cửa, cầu thang, đồ gỗ là hầu như là vẫn giữ nguyên. Hầu như vẫn giữ nguyên. Một cái nét rất đặc trưng của người Pháp, người ta làm cửa là đều có 3 lớp, trong kính, ngoài trước và giữa chấn song. Tường thì xây dày 40. Các cái tường ngăn giữa các cái phòng thì họ đều dùng kiến trúc là mái vòm, chứ không để cửa vuông. Sau khi khu mỏ giải phóng vào năm 1955, tòa đại lý hành chính được chính quyền thị xã Cẩm Phả, khi đó là khu mỏ Hồng Quảng và sau này là thành phố Cẩm Phả tiếp quản và sử dụng làm văn phòng thị ủy.
Cho đến khoảng những năm 1997-1998, nơi đây được giao lại cho Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và trở thành trụ sở của Trung tâm Hợp tác và Đào tạo Hồng Cẩm, trực thuộc Trường Cao đẳng Nghề Than khoáng sản Việt Nam ngày nay. Tổ đại lý hành chính hiện đang nằm trong kế hoạch bảo tồn của chính quyền địa phương và Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam nhằm biến nơi đây thành nhà lưu niệm vùng than, một điểm đến trong hành trình du lịch, đồng thời là địa danh giáo dục lịch sử cho các thế hệ đi sau. Nằm cách không xa tòa đại lý hành chính là tòa bưu điện cũ, tọa lạc trên đường Nguyễn Du. Khác với vẻ bề thế hoành tráng của công trình đại lý hành chính, trụ sở bưu điện cũ thành phố Cẩm Phả nhỏ bé và khiêm nhường với lối kiến trúc Pháp đã có nhiều đổi mới nhằm thích ứng với những nét văn hóa truyền thống Việt Nam. Những năm 50 của thế kỷ trước, người dân gọi căn nhà này là nhà dây thép. Nằm ngay mặt tiền con phố trung tâm phường Cẩm Tây, tòa nhà bưu điện cũ có 8 mái lợp ngói, 4 góc và 2 phía đầu hồi là hình mái đao có dáng vẻ như 6 con rồng đang bay lên, lấy cảm hứng từ mái đình cổ của người Việt Nam. Đây cũng chính là đặc trưng kiến trúc tiêu biểu, thể hiện sự giao thoa giữa nền văn hóa phương Đông với sự tinh tế của kiến trúc Pháp. Từ những năm 50, tòa nhà này vốn là trụ sở của bưu điện Cẩm Phả. Sau này khi bưu điện chuyển về trụ sở mới tại phường Cẩm Thanh, nơi đây tạm thời đóng cửa. Từ tháng 7 năm 2018, tòa nhà mở cửa trở lại, hoạt động như một bưu cục trực thuộc bưu điện Cẩm Phả với hoạt động nhận và chuyển phát thư tín, bưu phẩm. Hiện đây là nơi làm việc của 10 nhân viên bưu cục. Không gian bên trong căn nhà đơn giản nhưng rộng rãi và thoáng mát. Và công việc của những con người đang làm việc tại căn nhà này dường như cũng sơ cũ và lâu đời như chính không gian, là chuyển phát những bức thư tín viết tay giữa thời đại công nghệ số bùng nổ. Bắt đầu là từ tháng 7 năm 2018, thì bưu điện Cẩm Phả cũng từng bước là chuyển về bưu điện Cẩm Tây ở đây để sử dụng lại cái nhà bưu điện Cẩm Tây, cũng là mục đích là cũng để là phục vụ cho người dân ở trên địa bàn cho 4 phường để giải tỏa cái áp lực ở bưu điện Cẩm Phả, và thứ hai phục vụ người dân đi lại cho thuận tiện. Và cái nội dung thứ ba là để duy trì cái giá trị của cái bưu điện Cẩm Tây ở đây, là đã nhà ở đây là cũng từ rất lâu rồi, nhà này được gần 100 năm rồi. Ở đây có các cái hệ thống như là các cái máy vòm này, rồi các cái xà này, rồi cái trần thì chúng tôi cũng giữ nguyên. Ngay cả việc đây chúng tôi vừa mới sửa chữa thì cũng vẫn giữ nguyên lại cái nét truyền thống. Bên cạnh những tòa nhà hành chính, trên địa bàn phường Cẩm Tây vẫn lưu giữ nhiều căn nhà hay những dãy phố mang dáng dấp xưa cũ, đều là những công trình được lưu giữ vẹn nguyên kết cấu, cảnh quan và những nét kiến trúc từ thời Pháp. Như dãy nhà cấp 4 2 tầng phố Lê Lợi A được xây vào đầu những năm 50 dành riêng cho những cai ký, những người phục vụ tại sở mò. Khu tập thể ngõ 2 phố Phan Đình Phùng từng là khu nhà bệnh xá của người Pháp, được xây dựng từ những năm 30. Nguyên vật liệu xây dựng phần lớn được chuyển từ Pháp sang. Nhà số 21 đường Hồ Tùng Mậu với mặt tiền ghi dòng chữ còn nguyên từ thời Pháp thuộc cách đây 94 năm, Guido phố mới 71, Tôn Hóa Hiện. Các công trình kiến trúc cổ không chỉ góp phần quảng bá văn hóa, lịch sử của thành phố mỏ, mà đây còn là một nguồn lực kinh tế với những tiềm năng về văn hóa và du lịch. Và để bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của những công trình này, không chỉ tập trung vào việc giữ gìn nguyên vẹn kiến trúc, mà chính quyền địa phương còn cần phải quan tâm giải quyết nhu cầu sinh sống của người dân. Từ đó mới có thể giữ gìn và phát huy những giá trị sinh hoạt văn hóa cộng đồng, góp phần làm nên bản sắc của vùng mỏ. Thành phố cũng đang là có chủ trương chỉ đạo với các phường xã rà soát tất cả các cái công trình văn hóa, di tích cũng như là các cái danh lam thắng cảnh ở trên địa bàn để tiến tới là sẽ lập hồ sơ bổ sung đưa vào danh mục di tích ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh của thành phố Cẩm Phả, và đồng thời là cũng hướng dẫn cho các cái phường xã triển khai
lập hồ sơ cũng như là thực hiện tốt cái công tác bảo tồn, phát huy giá trị của các cái công trình hiện trạng và cũng như là cái việc mà bảo tồn, gìn giữ để xây dựng các cái hồ sơ đưa vào công nhận là di tích và phát huy các cái giá trị của di tích lịch sử văn hóa ở trên địa bàn của thành phố Cẩm Phả. Đồng thời là tiến tới là sẽ xây dựng các cái địa điểm đó trở thành những cái nơi để cho du khách về tham quan về các cái di tích lịch sử cũng như là tìm hiểu cái nét văn hóa của thành phố Cẩm Phả. Phố mỏ của ngày hôm nay sau gần 30 năm đổi mới đã có những thay đổi sâu sắc. Những năm gần đây, kinh tế của thành phố tăng trưởng với tốc độ 10% một năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, giá trị sản xuất các ngành đều tăng so với cùng kỳ. Và trên những nền móng cũ, những công trình mới với diện mạo mới đã được dựng lên, to đẹp, đồ sộ và tráng lệ. Đây là những bước tạo đà cho thành phố công nghiệp sẵn sàng tiến lên, trở thành thành phố công nghiệp dịch vụ xanh vào năm 2030. Thế nhưng trên bước đường chuyển mình, những giá trị xưa cũ vẫn cần được gìn giữ và bảo tồn. Trong điều kiện hạn chế về chính sách quản lý, thiếu kỹ thuật và đặc biệt chưa thể huy động được những nguồn lực từ phía cộng đồng, rất khó để bảo tồn từng công trình riêng lẻ. Dấu ấn của kiến trúc thuộc địa trong việc tạo lập bản sắc thành phố vùng mỏ là rõ ràng và có nhiều giá trị trong việc phát triển đô thị cả về văn hóa, du lịch và kinh tế. Do đó, việc nghiên cứu, đánh giá các giá trị của các công trình này nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy những đặc điểm kiến trúc, cảnh quan lâu đời trong phát triển bền vững, hướng đến một đô thị tôn trọng quá khứ, sống nhân văn và phát triển là rất cần thiết trong thời đại ngày nay.